Trong lần xuất hiện hiếm hoi ở đội hình chính của Tottenham mùa này, Ali lập tức để lại ấn tượng. Ngoài những bàn thắng, Ali đã giải tỏa một phần nào đó cho các đồng đội của mình đang run rẩy vì lạnh trên băng ghế dự bị khi có pha té lộn nhào một cách cực vui nhộn trong hiệp 1. Một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy tiền vệ 24 tuổi này đang di chuyển để đón đường truyền từ Ben Davy. Nhưng ngay khi trái bóng bay hướng tới, anh chàng này bỗng nhiên lật nhào về phía sau, lộ một vòng dù không va chạm với ai. Chứng kiến tình huống, Son Heung-min và Regulon không thể nhịn nổi cười khi buông một tràng cười sảng khoái. Trong khi Gareth Bale làm động tác phạt thẻ đối với Ali. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Ngoài những pha bóng đẹp, cống hiến hay những siêu phẩm để đời, thì các tình huống hài hước có 1-0-2 trên sân cỏ chính là thứ khiến cho nhiều khán giả cảm thấy thú vị và mới lạ khi xem đá bóng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc mà những ngôi sao bóng đá biến sân bóng thành sân khấu hài với những pha xử lý đi vào lòng đất nhé! Đã từng có lúc Dele Alli được coi là thần đồng của bóng đá thế giới, là ngôi sao tiềm năng nhất của bóng đá Anh. Thế nhưng chỉ trong 1 đến 2 mùa giải gần đây, tiền vệ của Tottenham sa sút một cách không phanh và thường xuyên tạo ra những pha bóng ngớ ngẩn. Sở hữu một mái tóc cực kỳ hài hước, Alli vẫn đang cố lừa bóng qua hậu vệ đối phương. Thế nhưng thay vì thành công, Dele Alli lại biến mình thành một gã hề với pha xử lý lỗi và khiến bóng đi hết đường biên ngang. Kể từ thời hậu Alex Ferguson, MU luôn sở hữu những trung vệ có khả năng tấu hài thay vì thi đấu chắc chắn như bộ đôi Rio Ferdinand và Vidic trước kia. Từ phần sân nhà, không biết vì lý do gì mà Eric Bailly quyết định tự mình đi bóng. Hậu vệ người bờ biển Nga bất ngờ dẫn bóng thẳng một mạch tới sát vòng cấm và mở ra tình huống tấn công ngon ăn. Thế nhưng ở tình huống quan trọng nhất thì Bailly lại đưa ra một đường chuyền lỗi khiến cho MU mất đi một cơ hội ghi bàn và anh thì lại lật đật chạy về để chống phản công. Sergio Aguero đã bỏ lỡ phần lớn của mùa giải này khi anh gặp phải một vài chấn thương khác nhau. Có lẽ vì quá lâu không thi đấu mà trọng tài bàn cũng quên mất luôn số áo của anh tại Man City. Thực hiện lượt thay người, vị trọng tài thứ tư này đã nhập nhầm số áo của Aguero và có những biểu cảm cực kỳ hài hước. Eder Militao đã được mang về Real Madrid với kỳ vọng sẽ thay thế được Ramos trong tương lai và tạo nên cặp trung vệ thép với Varane. Thế nhưng sau những kết quả không tốt, ngôi sao người Brazil cũng thường xuyên mắc những sai lầm cá nhân. Militao rõ ràng đã có một pha trả bóng về không tốt và thiếu quan sát khi Courtois chưa kịp di chuyển về khung thành. Rất may cho Militao là người đồng đội của anh có thể kịp sửa sai và cứu Real khỏi một bàn thua ngớ ngẩn. Dù mới chuyển đến MU được nửa mùa giải, thế nhưng Edinson Cavani đã chứng tỏ được tài năng cũng như bản lĩnh của một cầu thủ lớn.
Sau khi nhận thấy Mason Greenwood bị các hậu vệ AS Roma tạo áp lực, Cavani đã ngay lập tức tiến tới và giải nguy cho đồng đội ở câu lạc bộ. Thi đấu trong màu áo của Quỷ Đỏ chưa lâu, nhưng chân sút người Uruguay cũng đã cho thấy được phẩm chất thủ lĩnh và sẵn sàng đứng ra bên vực cho đàn em. Lịch sử bóng đá đã rất nhiều lần chứng kiến những màn sút penalty thất bại khi mà cầu thủ thực hiện động tác dậm chân trong khi lấy đà. Trong tình huống này, cầu thủ trẻ của Trung Quốc đã có màn cosplay cú sút phạt đền của Simone Zaza tại Euro 2016, vẫn là những cú dậm chân cực kỳ chậm và gây ra sự sốt ruột đối với người xem. Thế nhưng lần này kết quả đã khác, cầu thủ này đã thực hiện thành công và không phải hứng chịu chỉ trích giống như những cầu thủ khác. Mohamed Salah vẫn được biết đến là một trong những máy chạy hàng đầu châu Âu với những pha bứt tốc cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng đôi khi vì quá mãi chạy mà tiền đạo người Ai Cập bỏ lỡ cơ hội phản công. Ngay sau khi đồng đội cướp được bóng, Salah đã cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Thế nhưng Salah không để ý rằng Origi đã quyết định chuyền bóng ngay cho mình ở nhịp xử lý thứ hai và tạo ra tình huống bóng một nơi người một nẻo cực kỳ hài hước. Không ngoa khi nói rằng Manuel Neuer chính là thủ thành đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Thủ môn người Đức thường xuyên dâng cao thi đấu như một hậu vệ quét và giúp đội nhà kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cũng đã không ít lần Neuer phải trả giá cho thói quen của mình. Sau khi băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng, người gác đền của Bayern đã buộc phải ôm cầu thủ đối phương để tránh một pha ném biên nhanh khi mà khung thành đang bỏ trống. Nếu như đặt 100 tiền đạo vào tình huống này, sẽ phải có đến 99 người sẽ ghi được bàn thắng. Và trường hợp vô cùng hy hữu còn lại chính là Timo Werner. Sau khi bóng bật ra từ cú sút đầu tiên, khung thành của West Ham đã rộng mở và Werner thì không bị ai theo kèm. Tuy nhiên ở một tư thế quá thoải mái như vậy, tiền đạo người Đức lại dứt điểm chệt khung thành một cách khó hiểu. Biểu cảm của huấn luyện viên Toko bên ngoài đường biên đủ để hiểu rằng Werner đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như thế nào.
Mùa giải thứ hai dẫn dắt Arsenal, Mikel Arteta đang để lại nỗi thất vọng to lớn khi pháo thủ thi đấu cực kỳ bạc nhược, không khác gì một đội bóng tầm trung. Tình huống này ghi lại hình ảnh huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang cố truyền tải ý đồ chiến thuật cho Dani Ceballos. Thế nhưng có lẽ vì quá ngán ngẩm với thành tích của Arsenal mà Arteta quên mất mình muốn nói gì và mất đến vài giây đứng hình cực kỳ hài hước. Có lẽ các bạn đã có những giây phút cực kỳ thư giãn và thoải mái khi theo dõi những tình huống hài hước vừa rồi của chúng tôi. Nếu thấy video hay, hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh. Để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.